Hello và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một đội hình, đó chính là đội hình đấu trâu mặt ngựa mọi người nhá. Đội hình đấu trâu mặt ngựa. Đó là đội hình gì các bạn? Đó chính là đội hình 4 kỵ sĩ mọi người nhá. Các em đã biết rồi. Anh em biết rồi thì là 4 kỵ sĩ thì chúng ta sẽ giảm được 40% sát thương nhận vào từ tất cả các loại sát thương luôn, từ vật lý đến cả sát thương phép. Vậy nên thì mình sẽ lợi dụng, mà các em biết không? Một điều nữa đội hình này gọi là Hybron Rack. Một điều đó chính là tại sao gọi là Hybron Rack. Bởi vì kiểu là như thế này, khi mà chúng ta có những vị tướng không ai chơi ấy, như kiểu là Brand này, Victor này, Lulu này, rồi là con Sejuani, Clack, Hecarim và con nữa đó chính là con thế thôi. Tầm đó thì những con đó rất là ít người chơi, vậy nên là mình dễ run hai Brand 3 sao lên thì rất là dễ mọi người nhá. Và khởi đầu trận đấu thì cũng khá là may mắn, chúng ta có một con Hecarim 2 sao rồi, khá là ngon. Và mình sẽ dùng cái đội hình này thì có thể người ta nếu như có thể thì vẫn mình sẽ làm một cái trận đấu top 1 full 100 máu. Thread 2 sao lên luôn mọi người nhá. Mình sẽ bây giờ mình sẽ cố gắng top 1 100 máu đi. Còn nếu như mà không thể làm điều đấy thì mình sẽ bán máu để lấy trang bị. Mình hiện tại mà thì mình vẫn sẽ cố gắng làm như vậy. Mình đang có hai cái gậy có khổ đây thì mình có nên làm cái kiểu gì ta? Một con tướng như kiểu là con Hecarim 3 mũ nhỉ? Làm quả Hecarim 3 mũ nghe chừng cũng khá là ổn. Với cái đội hình mà 4 kỵ sĩ ma pháp phẩm với cả mạng kết hợp ma pháp sư ấy mọi người, thì đội hình đó là chúng ta sẽ kiểu có một cái lối chơi đó, lối chơi đó chính là kiểu bui đồ cho Brand. Trang bị cho Brand mình cần đó chính là một cái trang bị quỷ thư, một cái bùa xanh và một trang bị nữa đó chính là một cái găng vỏ thạch. Ba combo này thì sẽ khiến cho Brand là một quái vật thực sự. Thì như anh em đã biết rồi, Brand là một vị tướng mana của nó chỉ có 20 mà thôi, 20 mana. Và cái skill của nó thì sẽ khiến đối thủ bị giảm kháng phép nhiều thứ nữa. Nên là khi mình bui cho nó một cái trang bị cam bảo thạch và một cái trang bị quỷ thư ấy, thì nó sẽ có một cái tác dụng cực kỳ to lớn luôn. Volania, Pissandra. Mình sẽ lắp trong Thread cái combo này nhá. Cái combo của con Brand luôn. Đó chính là một cái quỷ thư và tí nữa mình có thì mình sẽ lắp cả một thạch vào. Bởi vì con Brand này nó luôn kiểu bây giờ có tỷ lệ ra Brand đấy nhưng mà nó kiểu hên xui à. Hầu như là không ra luôn đấy. Ugh.
do buổi sáng vừa mới dậy nên là mình sẽ mình kiểu cái họng của mình chưa được khởi động á, nói sẽ hơi ít một chút. Ba suy vong, hai kỵ sĩ, Warwick, Leona, Soraka, Vladimir. Ông này đang cuội, ủa Barthenon 2 sao rồi. Barthenon này kết hợp 3 mũ của thủy cho nó, được trước mình làm một lần rồi. Thì mình khi kết hợp 3 mũ với con Barthenon này thì cái kết thì nó cũng không được gọi là chúng ta mỹ mãn cho lắm, bởi vì nó chỉ giảm sát thương thôi. Nhưng mà nó kiểu nó yếu về kiểu không có năng hồi phục ấy. Vậy nên là con nếu mà xác định mà muốn một cái lối chơi dị cho con Barthenon này thì mình nghĩ nên anh em nên chơi lối chơi dị đó chính là sử dụng cho nó combo 3 cái thú tượng thạch giáp hắc ám á. À, đó, ba thứ cái thú tượng thạch giáp hắc ám thì nó sẽ được một khả năng hồi phục cực kỳ nhiều luôn. Lulu này lấy luôn này. Nãy giờ chưa thấy Brand mọi người ạ. Có Brand là mình sẽ đổi cho Brand cầm cái trang bị của con Thresh luôn á. Thresh 2 sao nhưng mà không bằng con Brand cầm trang bị đâu. Brand 1 sao cầm quỷ thư là một cái gì đó khá là ám ảnh. Chuyển đổi hình của bạn đủ trâu thôi. Đủ trâu để chống chịu thôi. Là mọi thứ sẽ được mỹ mãn. AC huyết kiếm này, ai hôm nay đang chơi kiểu là chính là cung thủ à? Và đang các em nhìn chuẩn bị nhá, con AC con Red kém một phát chết luôn này, này, à, không được chí mạng, không được chí mạng rồi nhá, phát đấy mà chí mạng là chết luôn rồi. Hoặc là trước mình làm một con video mà bây giờ mình có Red cầm full chí mạng rồi, và chắc chắn anh em biết rồi, một phát one shot luôn, không nói nhiều. Varus à, Varus cầm quỷ thư rất là đẹp mọi người nhá, cái trang bị chuẩn của Varus là quỷ thư đó, quỷ thư cho Varus là hợp lý nhất bởi vì nó bắn cái skill của nó ra, cái diện khá là rộng. Khi mà cầm quỷ thư cho nó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều vào mục tiêu. Gậy quá khổ này, găng đấu tập này. Gậy quá khổ, găng đấu tập thì mình sẽ nhặt một cái trang bị đó chính là gì nhỉ? Gậy quá khổ đi. Mới xấu đang có 33% tỷ lệ ra từ 5 vàng và 2 vàng mà vẫn chưa xuất hiện. Brand của tôi ơi, game này thực sự là cái đội hình hai Brand này ấy, thì chủ yếu là cho anh em sẽ một cái dắt vàng mà thôi, dắt vàng nguyên đội hình mọi người nhá. Những vị tướng từ 1 đến 2 vàng trong cái đội hình hai Brand level 7 này thì sẽ có thể lên 3 sao hết. Zyra. Con quỷ sĩ thứ tư ấy, đó chính là con Reo nhá, con Reo thuộc hệ thiên thần. Mà con Reo này cũng một tướng hơi khó tìm một chút. Muốn tìm nó thì phải khá là mất công. Thì bây giờ anh em biết đâu, mình sẽ lên level 7 rồi nhá. Mình sẽ run ở level 7. Thì run level 7 thì chúng ta sẽ có nó khoảng tầm 35% ra tướng, 45 chứ. Mình nhớ hơi nhầm, 35 hay 40 gì đó.
Tỷ lệ tướng 2 vàng á. Thresh kéo, ui, one shot luôn. Anh thú vị không ạ? Thresh đồ này đồ đơn giản đâu. Mình cho Thresh luôn cái trang bị này đi. Cái đồ này, con này mình sẽ cho con Brand mọi người nhá. Brand cầm trang bị quỷ thư gam một thạch này này. Ui. Mạnh nhờ. Mạnh thật đấy chứ. Ai mà nhắn tin cho mình nha. Cái trang bị mình nhặt là sẽ một cái bộ xanh rồi nhá. Nhặt bộ xanh, một cái trang bị nước mắt này này để lắp mình bộ xanh cho con Brand. Thì anh em biết rồi, con Brand là một vị tướng mà mana của nó cực kỳ thấp, nó chỉ có tầm khoảng 20 mana thôi. Vậy là khi mình kết hợp bộ xanh cho nó thì nó sẽ dùng skill liên tục mọi người nhá. Brand vẫn không xuất hiện Brand mọi người ạ. Brand vẫn không chịu xuất hiện nha. Thì mình cứ để thôi. Chắc tí nó phải đợi lên level 7 Ron Brand mới chịu ra thôi. Xem nào. Ông này cũng không cầm, ông này cũng không cầm Brand. Xem ai chưa Brand nhiều hay không mà mình lại Ron không ra nhỉ. Ui. Thresh. Đợt trước anh em cũng xem video mình chơi kiểu Thresh full chí mạng rồi. Thì một kéo của nó là tầm 6.000 đát sát thương rồi nhá. Tầm 6.000. Siêu bá đạo luôn. Pew. AK VIP nè. Anh chàng Brand khó tính nhờ. Collect. Mình sẽ chơi gồm 4 kỵ sĩ mọi người nhá, 4 kỵ sĩ. Đó chính là đội hình mình đang muốn bui ở trận đấu này. 4 kỵ sĩ. Ui, đổi sặc, sặc nước khó chịu quá. Top 1, 3 cung thủ à? Collect 2 sao này, Zyra, Shizu. Lulu này, Zyra này. Nước mắt này ngon quá mọi người, có một cái bộ xanh rồi. Khó chịu nhờ, thực sự là cảm thấy Ron hơi khó nhá. Ron hơi khó mọi người ạ. Mình sẽ lắp luôn combo này vào cho Zyra để cầm tạm đi. Rồi ok, để này. Lên. Ok, có Brand mọi người, tuyệt vời luôn. Đã có Brand nhá, đây chính là combo chuẩn cho Brand trong trận đấu này. Anh thấy không? Đây, Brand này anh cho em xem luôn. Đấy. Nó chỉ có 20 mana thôi. Và cái sát thương, kỹ năng của nó thì phải gọi là bá đạo luôn. Ơ. Nó quăng liên tục mọi người nhá. Nó quăng liên tục luôn. Đó.
ném liên tục, đó chính là vị trí của Brand. Và rất là bá, đội hình rất là bá mọi người nhá. Mình sẽ lấy top 1 cho anh em xem với đội hình này. Mình sẽ lấy sử dụng trang bị, đó chính là một cái này đi. Bởi vì anh em biết rồi, mình đang chơi kiểu này mà, nên là mình phải cần một cái đồ thủ á, đồ thủ ổn, ổn áp, Brand Clack. Game này Ron khá hên nha, khá là hên, Victor chuẩn bị 3 sao rồi, còn lẹt các kiểu nữa. Mình sẽ cho con gì nào, Mackie C. Thôi cứ cho đây đi, cái này mình sẽ cho con Hecarim nha. Cậu lẹt chuẩn bị 3 này, Shizu cũng vậy này, Victor cũng vậy, khá là hên. Mình sẽ eco vàng ở level 7 và Ron mọi người nhá. Đây trên đội hình 2 Ron level 7. Ông này chưa gì đã lắp cho mình một con Zara cầm cái lốc rồi. Khi chúng ta có 4 kỵ sĩ thì chúng ta sẽ có đó chính là 40% sát thương giảm thiểu nhá. Khá là bá đạo luôn. Ui, Brand kìa, bá chưa? Bá chưa anh em ơi? À, đội hình này là có những tên gọi là đội ngon rác mọi người. Những con tướng mà không ai chơi thì mình sẽ chơi những đội tướng đó. Thì như thế thì sẽ rất là dễ lên 3 sao. Hai Karim. 4 kỵ sĩ thì chúng ta cần phải có một con, đó chính là con Rell mọi người nhá. Con Rell là con khá là cần. Nó là con kỵ sĩ thứ tư trong trận trong cái đội hình này. Ok luôn. Lulu à? Lulu 2 sao. Mua đi ha. Quắng giáp vàng đội hình nhiều nhất có thể cũng được. Phew. Em thấy sự bá đạo của đội hình này chưa? Đây là vẫn chưa lên 3 sao hết nhá. Khi mà mình mà cho lên tất cả lên 3 sao rồi ấy, thì anh em sẽ thấy cái sự bá đạo của đội hình này. Phải nói là nếu mà ở cái rank mức kim cương trở xuống thì chơi khá là easy á. Không có reo nhờ, có reo lấy luôn reo để tí nữa đỡ vã. Trang bị ở đây thì mình sẽ cần một cái thêm một cái quyền năng khổng lồ đi. Mất quyền năng khổng lồ rồi à. Thế thì mình sẽ là chơi kiểu thông đạo đi. Tiếp tục một cái thông đạo mọi người nhá. Một cái thông đạo nữa dành cho con Hecarim. Ron nào. Không có. Thực sự rằng là những con tướng mà thuộc kiểu hệ nhưng tướng tổ cầu hệ ác quỷ mọi người nhìn nó khá là ná nhau á, khá là giống nhau. Lulu. Bây giờ là ba con cò lẹt này, ba con Shizu này, hai con Victor lên này, ok, khá ổn. Nói chung là đội hình chơi khá là dễ bởi vì tướng này không ai chơi cả. Mình lợi dụng những cái thứ mà không ai chơi thì mình chơi. AC các kiểu đây à. Hay quá bạn ơi. Quẩy nào bạn anh ơi. Quẩy nào. Tuyệt vời. Vậy ông này khá yếu này. Ở cái mùa này thì nó không giống như cái hệ long tộc thì nó có cái cơ chế khá là giống thần tài nhưng mà lại rất là ít được anh em sử dụng để chơi bởi vì nó không phù hợp cho lắm. Khởi đầu nó khá là đuối. Không ra nhỉ. Victor này. Đã xuất hiện reo rồi. Và đây. Mình đang có tận 3 slot luôn. Mình phải lên con
Victor 3 sao cái đã thì nó mới ổn được, ổn định được cái đội hình. AC này, ông này đang chơi đó chính là Long tộc và đang out top khá là mạnh. Đang dãy chết đấy. Ông này đang chơi dãy chết mọi người ạ. Đang Brand ném một phát này, ném một phát vào người con AC mà AC chết gần chết luôn, anh em hiểu đó là sức mạnh của Brand đó. Nhưng về tướng hai vàng, anh em tưởng nó yếu nhưng mà thật không yếu một chút nào nhá, nó rất là mạnh. Lên. Không lên nhờ. Tám máu. Ông này đang chơi 4 đấu sĩ, 4 hiệp sĩ. Một hình mà ông này thiên về kiểu cái độ trâu á mọi người. Wow, một kéo trong lửa ư? Từ từ đã, để xem trang bị hết đã. Ok. Vậy là bây giờ thì mình đã có những trang bị như này. Một kéo trong lửa, một quyền năng. Ui, ngon thế nhở. Thực sự rằng là cái round tướng này cực kỳ ngon nha. Con Rai mình đang cần Rai luôn. Mình đang rất là cần con Rai này. Con Rai này mình có thể có sự lựa chọn Rai và con Lulu. Thì bây giờ Lulu mình đang 2 sao đấy, mình sẽ chọn Lulu vậy. Này, cổ lẹt này ngon quá này. Ui, Shizu nữa này. Hecarim. Mình tốn slot của con Victor quá. Ok, hay quá, Brand luôn. Bây giờ để xem là bây giờ mình sẽ dùng gì nha. Mình sẽ lắp một cái trang bị đây đi. Không, từ từ nè, để xem nào. Giáp máu à? Giáp máu quyền năng. Ok. Giáp máu quyền năng này đi. Ông này chim cút rồi. Ông này cút luôn khỏi trận đấu rồi. Bây giờ anh em này thấy cái lượng tướng mình khá là ổn đây. Bây giờ là một Victor ra một Victor thôi là mình sẽ loại bỏ được 3 slot trên cái ô chứa này. Brand này. Victor ơi. Bạn ở đâu? Wow. Nhìn phê chưa ạ? Này. Hay quá, giờ mới chụp ra. Nhưng mà thấy không? Khi mà lên được Victor ấy thì những con tướng này lại không xuất hiện. Ảo ghê không? Brand. Lulu. Đội hình dắt vàng luôn nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tướng 3 sao luôn. Nhiệm vụ của Victor đó chính là bút giáp cho đồng đội mọi người nhá, anh thấy không? Cái lượng giáp Victor như vậy thôi nhưng mà nó sẽ có khoảng tầm 595 giáp cho ba đồng minh gần nhất. Đây chính là cái khả năng của Victor mọi người ạ. Lulu thì anh em biết rồi, khi mà hack xong ấy nó sẽ bút tốc đánh cho những con tướng gần bên nữa. Uầy, mày anh em này yếu quá rồi này. Rail thì thôi khỏi mua đi. Game này mình sẽ tập trung vào những con tướng này. Echo lên 50 vàng và run tiếp nha. Top 2 đang chơi đó chính là đội hình full tăng đấu sĩ kết hợp với hiệp sĩ Thread Bluetooth, khá là sáng tạo. Với đội hình này thì con Brand mình cân hết. Em nói Brand kìa, nó ném rồi, hầu như là đã gọi là cho ta check skill và tất cả những con tướng của team địch rồi. Con nào cũng đang chịu hiệu ứng bùa quỷ thư và giảm kháng phép của con Brand. Sự lợi hại của đội hình này khá là bá đạo đấy. Mình sẽ lấy một cái gì đây, nỏ sét à? Nỏ sét này cũng rất hấp dẫn nha mọi người, nỏ sét này cũng là một trang bị hấp dẫn. Nên chơi. Lấy nỏ sét đi, nỏ sét cho Hecarim. À cho con Shizuani.
lên Dolo. Có cầu lẹt nhưng mà full slot rồi, mình phải hy sinh thôi. Lên, 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 hay quá Bren. Mình là một người chơi rất là thích chơi kiểu hệ Hyperon, bởi vì Hyperon thì nó sẽ khiến cho mình đội hình dắt vàng á, nhìn nó hấp dẫn. Level 9 rồi cả, Long tộc level 9 rồi. Một ném. Uầy, ông này đang chơi kiểu đó chính là kiểu cung thủ mọi người. Nhưng mà em đem Hagrim này, một cái độ trâu chó quá ghê gớm luôn. Đến nỗi mà cái trang bị thông đạo cảm tử mà không kịp được dùng luôn mà. Đi luôn rồi. Piu, đi luôn chưa? Và là chuẩn một đối thủ cuối cùng thôi. Shizu 3. Hơi cuốn rồi. Hai con Hecarim, ba con Lulu và ba con Clack nữa. Piu. Trời ơi, phê vãi. Riêng con Hecarim, Sizoni thôi là một con gì đó khá là bất bại rồi. Ủa, con gì nhỉ? Cái phát gì mà one shot vậy ta? Victor à? Victor làm phát one shot à? Trời, Ryan này. Mình đang chơi vào thời điểm khá là đêm nhá, mình đang chơi vào lúc khá là trời, khá là sáng. 4 giờ sáng, mình anh em xem mình biết rồi. Mình khi mà anh em đang say nước giấc nồng thì mình lại bật máy tính và làm video cho anh em xem. Lúc nãy mình bị thọt bởi vì là mình phải hy sinh Victor nhiều quá. Mình có 3 Victor ấy. Nico. Ôi. Hecarim 3 luôn này mọi người ơi, tuyệt vời chưa? Đỉnh đang rất là đẹp rồi. 1, 2, 3, 4. Thêm quả Lulu là 5, 5 tướng. Collect thì lúc nãy mình bỏ qua nhiều, bởi vì là phần trăm, 19% là collect thôi. Khá là thấp. Đội này đã chơi rất là hợp lý mọi người nhá. Với 4 kỵ sĩ này, mình sớm level 7 thôi là ok rồi. Ông này chẳng thread Bluetooth mọi người ạ, ảo. Game này mình win là nhiều con Brand thôi, em thấy không? Brand là một con cây sát thương chủ lực mà. 5200 này. Châu phết nhờ. Mười sáu tiết chắc phải, nếu mà để trận đấu kiểu nhìn nó đẹp đẽ hơn ấy, perfect hơn. Có lẽ Lulu này mình có nên chấp này một vài round không để cho đội hình lên 3 sao luôn nhở mọi người nhá. Mình sẽ cho một cái trận đấu hoàn hảo nhất. Bây giờ ví dụ mình bỏ Brenna đi là anh em thấy anh em sẽ thấy là mình sẽ thiếu hụt một lượng sát thương rất là nhiều. Đây, để này đi. Mình muốn lên thêm con Lulu 3 sao nó đẹp. Anh em cùng xem cái theo dõi con Hecarim nó sẽ đứng một mình cân ở thế giới này. Đấy, anh em Hecarim này, Hecarim hay đẹp anh không? Đấy không? Đâu? Bá vãi trưởng luôn, mạnh lắm. Những vị tướng kiểu hai vàng ấy mà khi anh em mà
không sử dụng nó hết cái công năng của nó thì anh em sẽ không biết được sức mạnh của nó đâu. Đó, công năng của nó rất là bá đạo, đúng không? Ok, Lulu, lấy đi. Một con Lulu nữa mọi nhá. Chi vậy ba hả? Tôi đang cần lên 3 sao hết bạn ơi. Ông này để xem nào. Đã cho hai cái... Ôi, Garen Bluetooth rồi nè. Bá đạo nhờ. Chẳng Garen Bluetooth mọi người nhá. Chẳng một con Garen Bluetooth luôn. Ok, để xem nào. Garen Bluetooth thì nó sẽ không biết, mình không biết là con Garen Bluetooth nó có rộng kiếm Bluetooth hay không. Để xem nhá. Nếu như mà các em Bluetooth và dùng cái Bluetooth ấy, thì bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem hẳn một video, đó chính là Garen cầm 3 đại bác luôn. Hikari. Vài bữa mình sẽ làm một cái chuyên mục, đó chính là thử thách 7 ngày lên thách đấu. Khi mà một cái mà kiểu mình nghỉ phép ấy, có một thời gian rảnh thì mình sẽ làm chuyên mục, đó chính là 7 ngày lên thách đấu nhá, từ rank bạc lên thách đấu cho anh em xem. Ok, là tiếp tục một trận solo Shizu à? Anh không, con Hecarim này mình cứ nhầm con Hecarim với con Shizu nha. 3700 máu. Ui. Ông này có vẻ hơi mệt rồi. Anh em hòa luôn. Em thấy không? Đội hình kỵ sĩ là đội hình rất là lỗi. Có Lulu không? Có cờ lẹc này mọi người, có cờ lẹc này, có cờ lẹc này. Ok, bây giờ là có cờ lẹc. Vậy là mình còn một con cờ lẹc và một con Lulu nữa mọi người nhá. Thì sẽ sắp thêm 2 round đi. Anh em thông cảm bởi vì hy sinh về nghệ thuật mà. Đây, đến round sẽ giải nước đi. Mình sẽ chấp đến round sẽ giải nước. Vẫn khỏe quá, mình sẽ cho thêm một con này ra, 3 kỵ sĩ thôi. Này, đúng không? Vẫn còn một cờ lẹc, một Lulu thì nó vẫn cảm thấy nó vẫn chưa được trọn vẹn, nên mình sẽ cho nó chọn một game trọn vẹn luôn, một mãn nhãn. Một game mãn nhãn mọi người nhá. Boom. Lúc nãy là do con Lulu Willem này nó bị chết đi á, chứ không nếu quả đấy mà nó gặp một phát thì con Hecarim mình cũng sẽ bốc hơi mà thôi. Uầy. Hecarim ơi. Một cho ta con thần ngựa. Thần ngựa. Uầy, trâu chưa anh em ơi. Oh my god, trời ơi kìa. Trong khi nó bị trừ 60 giáp nha, trừ 85 giáp luôn. Từ vị trí nào vậy ta? Uầy, chết rồi. Boom. Không biết cái ai trừ giáp mình nhở, còn tướng nào trừ giáp vậy ta. Ok, tầm khoảng 30 vàng ron là đẹp này, xong đến round sẽ nứt là đẹp luôn đó, là mình có thể dắt vàng đội hình luôn. 1 2 3 4 5 6 tướng. Ui, đẹp trai luôn. Ok, lại tiếp tục. Nói chung chủ yếu cho em xem cái độ trâu của Hecarim thôi. Cũng bá đúng không? Nếu như mình cho 4 kỵ sĩ vào thì lại khác rồi. Hecarim cân được luôn đó. Ông này anh chuẩn bị lên được con Garen 2 với cả là con Volibear 2 rồi. À đúng rồi, con lại cái set mọi người ạ. Con set này nó đấm trừ giáp của con Hecarim của mình. Ui. Ok mọi người, ra sau nhá. Bây giờ mình sẽ cho đội hình chuẩn vào. Ok. Đây. Một con Lulu và một con Clack nữa. Hy vọng là sẽ ra. Hy vọng là sẽ cho anh em xem một đội hình dắt vàng thực sự như thế nào. Nấp phát đi, không ra rồi. 30 vàng để chẳng lẽ không ra đúng không? Cho xin mình nhẹ một cái Neko đi. Neko ơi. Neko. Ôi, vàng cũng được. Tận ba mấy vàng này mà không ra thì chịu rồi đúng không? Ok nào, chúng ta cùng thử thách nhân phẩm nào.
19% và 30%. Toang rồi. Clack ơi. Ok mọi người ơi, tuyệt vời. Wow, quá đẹp trai luôn. Một hình siêu đẹp trai mọi người nhá. Ok. Quá hoàn hảo. Đẹp trai vãi trưởng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tướng 3 rào. Phew. Nunu đang có ấn tà thần. Sổ Hecarim lần này thì phải nói rằng là bất tử rồi. Vâng, trận chiến kết thúc. Đây chính là đội hình mình muốn giới thiệu anh em. Đó chính là đội hình 4 kỵ sĩ kết hợp với kiểu là ma pháp sư. Mọi người nhá, bye bye người tạm biệt. Hẹn mọi người trong những video sau.